Thưa quý vị và các bạn, nghề báo là một nghề khó khăn, vất vả, đặc biệt với các nhà báo nữ, khó khăn ấy càng nhân lên gấp bội. Bởi vậy, với nữ giới, họ phải luôn nỗ lực nhiều hơn để vừa được cống hiến với đam mê nghề nghiệp, vừa phải hoàn thành trọng trách, thiêng chức, làm vợ, làm mẹ. Tuy nhiên, với lòng yêu nghề, vượt lên tất cả, các nhà báo nữ trên cả nước nói chung và trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng nói riêng đã luôn nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ, tất cả vì sự nghiệp báo chí. Cái điều mà mình cảm nhận sâu sắc nhất đó là so với những người phụ nữ khác thì phụ nữ làm báo sẽ vất vả hơn rất nhiều lần so với một người phụ nữ làm những công việc bình thường khác, cán bộ công nhân viên khác. Thì sau mỗi chuyến công tác trở về nhà, trở về địa phương thì họ đã hoàn thành cái công việc của mình đi cơ sở. Nhưng với những người phụ nữ làm nghề báo như mình thì sau mỗi chuyến công tác trở về nhà thì mới được 50% công việc thôi. Thì mình phải đọc tài liệu, phải ghi âm, phải xem lại các hình ảnh để mình có thể sáng tạo được tác phẩm báo chí một cách kịp thời và nhanh nhất. Thì cũng giống như những người phụ nữ khác thôi, thì mình ngoài cái thiên chức làm mẹ, làm vợ ra thì những cái công việc hàng ngày như là nuôi dạy con cái, chăm sóc gia đình thì mình còn phải làm thêm những cái phần việc để hoàn tất những cái yêu cầu nhiệm vụ đặt ra của một người phụ nữ làm nghề báo. Đó là những chia sẻ hết sức chân thật của nhà báo Nguyệt Thu, báo Lâm Đồng. Mặc dù có những khó khăn đối với nữ giới khi dấn thân vào nghề làm báo, nhưng chưa khi nào nữ nhà báo Nguyệt Thu lùi bước trước khó khăn ấy. 20 năm, nữ nhà báo ngoài 40 tuổi đời ấy đã quen tất bật với nghề. Hạnh phúc của chị đó là sau mỗi chuyến đi, những bài viết được bạn bè, đồng nghiệp và nhất là công chúng ghi nhận đã trở thành động lực giúp chị cảm thấy yêu nghề, say nghề hơn, để rồi chị lại tiếp tục làm việc, tiếp tục cống hiến, góp phần vào sự nghiệp thông tin truyền thông của báo chí cách mạng Việt Nam. Bước chân vào nghề báo, nhiều người mới cảm nhận hết được những khó khăn, vất vả của nghề. Đây là nghề hầu như không có sự phân biệt yếu tố giới tính cũng như sự ưu tiên đối với nữ giới, khi mà sản phẩm cuối cùng vẫn là kết quả thực hiện các tin bài phóng sự. Đối với các nhà báo, dù công tác ở báo in, báo hình hay báo nói, đều đòi hỏi đưa thông tin phải trung thực, chính xác. Vì vậy, hầu hết các nhà báo nữ đều đã và đang làm tất cả công việc để cho ra các tin bài một cách tâm huyết, trách nhiệm, không phân biệt đó là công việc của nam hay nữ. Do tính chất công việc nên tôi thường phải đi công tác xa, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn nhất, vùng có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đang sinh sống, để mà tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đến với bà con mình. Đồng thời, mình cũng nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của bà con mình. Do đặc trưng công việc như vậy nên tôi thường phải xa gia đình. Mà nếu như không được sự đồng tình ủng hộ của gia đình thì tôi sẽ rất là khó khăn trong việc hoàn thành nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, xét cho cùng thì nếu mình có lòng nhiệt huyết với nghề, mình yêu nghề thì mọi khó khăn trở ngại trong quá trình tác nghiệp của mình đều có thể thu xếp thời gian ổn thỏa và vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Hiện nay, tại tỉnh Lâm Đồng, các nhà báo nữ chiếm số lượng tương đối ở tất cả các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Mặc dù nghề làm báo có những đặc thù riêng biệt, nhưng tất cả họ đều đã và đang cống hiến tất cả vì sự nghiệp báo chí. Chị em của chúng ta mà bước chân vào cái nghề đặc thù này thì nó so với là nam nhà báo thì chị em là bất lợi rất là nhiều. Vừa là lo cho gia đình, con cái, vừa là lo thực hiện nhiệm vụ của mình. Cho nên là cái công sức, cái năng lực của chị em và báo nữ là bỏ ra rất nhiều. Mà điều đáng ghi nhận ở đây là cái gì? Điều đáng ghi nhận tức là đó là trong các cái mối quan hệ đối với là các cơ quan ban ngành địa phương trong thời gian vừa rồi thì nhà báo nữ của chúng ta lại là người mà tôi cho rằng là đem lại những cái điều tiếng tốt đẹp đối với là giới báo chí. Mặc dù là vất vả nhưng mà người ta là có cái sự cầu tiến trong hoạt động tác nghiệp, chịu khó học hỏi những người đi trước, rồi chịu khó là như trau dồi về cái kỹ năng nghiệp vụ của mình. Trải qua hơn 9 thập niên,
nên báo chí cách mạng Việt Nam nói chung và tỉnh Lâm Đồng nói riêng luôn là công cụ sắc bén của Đảng và Nhà nước trong công tác tuyên truyền, giáo dục toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đoàn kết. Có được những kết quả đó chính là nhờ vào lực lượng đội ngũ cán bộ, nhà báo, phóng viên, biên tập viên của các cơ quan thông tấn báo chí. Họ chính là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa, tư tưởng, góp phần vào sự phát triển chung của nền báo chí cách mạng Việt Nam.